Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 1. Chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 4, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 5. Vinh danh các cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng nay diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề Mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Huyện Tiền Hải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch, thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư 26 tháng 3 năm 1962, 26 tháng 3 năm 2022. 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 5, 31 tháng 12 năm 1966, 31 tháng 12 năm 2021. Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định. Về phía tỉnh Thái Bình, có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm yêu quý đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Ngay trước cách mạng tháng 8, trong nhiều bài viết, báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân Thái Bình. Từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, đến lúc Bác đi xa, Bác luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ, nhân dân Thái Bình những tình cảm sâu nặng, ân tình, ngay cả trong những thời điểm Thái Bình khó khăn nhất và cả những niềm vui lớn lao nhất Thái Bình đạt được, đều được Bác quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ. Người đã 5 lần về thăm Thái Bình vào những thời điểm lịch sử quan trọng. Mỗi lần Bác về thăm là một chặng đường lịch sử đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của phong trào cách mạng tỉnh Thái Bình. Khi Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26 tháng 3 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Bình lần thứ tư. Người đến thăm Hợp tác xã Nam Cường, xã điển hình trong công tác khai hoang lấn biển và dự hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải. Người khen ngợi thành tích ngăn biển, khai phá đất hoang, tăng vụ, làm thủy lợi và làm phân bón. Thay mặt Trung ương, người giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên, chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu, đại khái, phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải xây dựng Thái Bình thành một trong những tỉnh khá nhất về mọi mặt. Và cũng những ngày này, cách đây tròn 55 năm, khi Thái Bình sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi lớn, đạt năng suất lúa 5 tấn trên 1 hecta, ngày 31 tháng 12 năm 1966, mặc dù không được khỏe, Bác vẫn về thăm Thái Bình lần thứ 5. Người làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại nơi sơ tán thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Thư Trì, nay là huyện Vũ Thư. Tại đây, sáng ngày 1 tháng 1 năm 1967, Bác đã nói chuyện với trên 100 đại biểu đại diện cho 4 vạn đảng viên và trên 1 triệu đồng bào trong tỉnh. Bác khen cán bộ nhân dân Thái Bình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, là tỉnh đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc trên 1 hecta.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 55 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân cần và những lời căn dặn của Bác đã khắc ghi trong tâm trí của mỗi người dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng những di sản vô giá người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo. Trong những năm qua, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ngày nay, trên mảnh đất của quê hương Năm Tấn, nhiều đổi thay đang diễn ra từng ngày. Mỗi địa danh trên quê lúa, nơi Bác Hồ đã đặt chân đến và đang từng ngày thay da đổi thịt, liên tục tạo ra các kỳ tích mới 7 tấn, 10 tấn, 13 tấn thóc trên 1 hecta và hơn thế nữa. Với các mùa vàng bội thu, những đô thị mới, khu công nghiệp mới đang hình thành, bừng lên sức sống mới với khí thế vươn lên mạnh mẽ. Bước vào chặng đường phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, quyết tâm thực hiện và hiện thực hóa lời Bác dạy, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 20 đã đề ra. Chúng ta xác định trước mắt còn là một chặng đường đầy cam go thử thách, nhưng rộng mở và tươi sáng. Hành trang của mỗi người con Thái Bình trong chặng đường đi lên là tình cảm và những lời dạy của Bác, là tinh thần vượt khó, chiến thắng gian lao, là sức mạnh, tiềm năng của mảnh đất và con người, là niềm tin và sự đoàn kết đồng lòng, là mục tiêu và khát vọng mới. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hằng mong muốn. Thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không ngừng đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương nhấn mạnh, 76 năm qua, từ lần thứ nhất Bác về thăm Thái Bình ngày 10 tháng 1 năm 1946 và 55 năm sau lần cuối cùng Bác về thăm Thái Bình ngày 31 tháng 12 năm 1966, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, một lòng một dạ theo Đảng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình giành được trong mấy chục năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là minh chứng sống động về quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện lời hứa với Bác khi người về thăm Thái Bình. Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như hôm nay, có nhiều công sức, chiến công và hy sinh của lớp lớp người con Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong những năm qua. Chúc mừng các cá nhân tiêu biểu, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được là vô cùng to lớn, rất đáng trân trọng và tự hào. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thái Bình cần tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấu hiểu sâu sắc hơn tình cảm của Bác dành cho Thái Bình, cần bám sát các chủ trương, định hướng, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra. Thái Bình phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
quan tâm thỏa đáng đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường, kinh nghiệm cùng sự cần cù sáng tạo của người dân Thái Bình trong phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với đô thị hóa. Tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế và các ngành sản xuất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Thái Bình cần tiếp tục xây dựng nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác khi người về thăm Thái Bình. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương của mỗi người dân Thái Bình, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong những năm tới. Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đổi mới toàn diện, phấn đấu xây dựng Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và trao biểu trưng vinh danh 13 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao giải cho các cá nhân đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác. Trước đó, vào tối qua tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức khai trương phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo trung ương và các bộ ban ngành. Sau một thời gian thí điểm triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đã khẳng định tính năng ưu việt, tiện ích, là ứng dụng phù hợp trong thời đại 4.0 và bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Trước đó, Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo giải công nghiên cứu xây dựng giải pháp phần mềm công phu trong tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên hiệu chỉnh, hoàn thiện các tính năng, bảo đảm tiện ích, hiệu quả được các tổ chức đảng, đảng viên tích cực cài đặt, sử dụng và đánh giá rất cao. Ban biên tập hoàn thiện phần mềm không chỉ về tính năng, các giải pháp kỹ thuật mà còn hoàn thiện một bước trong truyền tải nội dung thông tin gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Các tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng đa dạng phong phú, tạo điều kiện để các bí thư cấp ủy, các đảng viên thực hiện các thao tác truyền tải nội dung sinh hoạt chi bộ và gửi ý kiến trên phần mềm thuận tiện nhất. Nhân dịp này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã trao tặng 5.000 xuất quà trị giá 2,5 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với tạp chí Cộng sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tới dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội thảo còn có lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình cùng một số tổ chức chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Thái Bình có rất nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp của tỉnh hiện chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế. Vì vậy, thời gian tới, Thái Bình dự kiến sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số nhiệm vụ như tập trung ứng dụng đồng bộ quy trình giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo, đồng thời tập trung phát triển lúa gạo theo 4 hướng: lúa giống, lúa chất lượng cao, lúa xuất khẩu, lúa bản địa. Dự kiến trồng thêm khoảng 33 triệu đến 35 triệu cây xanh, tạo không gian nông thôn đẹp, hiện đại, văn minh.
hỗ trợ nông dân các kiến thức khoa học, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, định hướng và hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái đa tầng, đa giá trị, xây dựng và phát triển đô thị nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh hiện đại. Để đạt được các mục tiêu trên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rất mong nhận được những thông tin, ý kiến từ buổi hội thảo. Tạp chí Cộng sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo với mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế giúp tỉnh Thái Bình có được những thông tin về định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, về tiềm năng không gian khu vực nông thôn Thái Bình, về phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển mới các hình thức kinh tế nông nghiệp, các mô hình kinh tế nông nghiệp, các giải pháp để phát triển không gian khu vực nông thôn theo hướng đồng bộ kết nối với không gian đô thị nhưng vẫn giữ được truyền thống đặc trưng của khu vực, khu dân cư nông thôn, đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt là nhận được sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước và các tổ chức quốc tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh để khai thác tốt nhất mọi tiềm năng, giá trị của một tỉnh có lợi thế về nông nghiệp để chuyển đổi nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Thái Bình theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, những nước phát triển trên thế giới ngày nay đều rất coi trọng nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vì vậy, đối với Việt Nam, phát triển nông nghiệp, nông thôn là rất quan trọng, nhất là trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ đang tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới việc tích hợp đa giá trị vào một sản lượng sản phẩm. Trong nghị quyết Đại hội 13 cũng như chương trình hành động của Chính phủ là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy sản xuất nông nghiệp lấy năng suất sản lượng làm mục tiêu phấn đấu, còn tư duy kinh tế nông nghiệp thì lấy giá trị gia tăng làm một phấn đấu. Có một cùng một sản lượng làm ra thì có thể cái giá trị gia tăng nó khác nhau nếu chúng ta biết cách để mà chúng ta phát huy của nó. Thành ra nhưng mà khổ một nỗi mấy chục năm nay cũng dân mà bà con mình đã quen rồi, gặp nhau anh hôm nay có trúng mùa không, mùa trúng mùa nghĩa là sản lượng đúng không, người ta nghĩ rằng trúng mùa thì nghĩa là thu nhập nó cao hơn nhưng mà nhiều khi được mùa thì mất giá, thì là bằng cách nào chúng ta tạo ra được một cái chuỗi giá trị nó cao hơn. Thì tôi dùng cái từ mà trong cái chiến lược nông nghiệp nông thôn của Bộ đã vừa trình với Thủ tướng Chính phủ là tích hợp đa giá trị vào một sản lượng chúng ta, hay là một sản lượng chúng ta có thể tạo ra nhiều giá trị từ một cái hạt lúa, hạt gạo. Tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng việc phát triển nông nghiệp hiện nay cần phải hướng đến nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái và an toàn, gắn phát triển nông nghiệp với giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư. Đồng thời để phát triển nông nghiệp thì cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành dọc và giữa bốn nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước, đồng thời phải nâng cao tư duy, trình độ, năng lực của người nông dân trong thời kỳ mới. Cũng tại hội thảo, các đại biểu nghe tham luận từ các chuyên gia, đại diện tổ chức nông nghiệp trong nước và quốc tế thảo luận về các vấn đề trong phát triển nông nghiệp nông thôn như mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển lúa gạo, cách làm thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, phát triển không gian khu vực nông thôn đồng bộ kết nối với không gian đô thị, vấn đề về chuyển đổi số nông nghiệp và cơ hội cho phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, bài tham luận, phát biểu của các lãnh đạo bộ ngành trung ương, các chuyên gia kinh tế, đồng thời khẳng định đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, bài tham luận của các đại biểu, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất tham mưu giúp tỉnh các cơ chế chính sách giải pháp phát triển hiệu quả nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới. Cũng nằm trong khuôn khổ hội thảo quốc tế mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chiều nay tại khách sạn Silicon thành phố Thái Bình diễn ra hội thảo chuyên đề phát triển nông nghiệp sinh thái đa tầng, đa tác dụng, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thực tế sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện nay nếu không xây dựng những mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn, đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, tạo nên những sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh thì không thể cải thiện căn bản chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, đổi mới diện mạo nông thôn. Ngoài ra, để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp cần có sự liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu chế biến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tại hội thảo,
đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chuyên gia doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận nêu tầm quan trọng của nông nghiệp sinh thái đối với kinh tế xã hội, vai trò của doanh nghiệp với nông nghiệp nông dân nông thôn, thực trạng và những chính sách giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Thái Bình. Ngoài diễn ra hội thảo với chủ đề phát triển nông nghiệp sinh thái đa tầng đa tác dụng, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế nông nghiệp thì còn diễn ra hội thảo với chủ đề phát triển không gian khu vực nông thôn kết nối với không gian đô thị. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tham dự hội thảo quan tâm. Tại hội thảo chuyên đề kết nối phát triển không gian khu vực nông thôn với không gian đô thị của tỉnh Thái Bình, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ ngành trung ương và lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh Thái Bình đi sâu phân tích nêu bật những yếu tố tác động làm thay đổi tỷ trọng của ngành nông nghiệp cũng như thay đổi đời sống môi trường văn hóa khu vực nông thôn. Trên cơ sở đó, chia sẻ đề xuất các giải pháp để kết nối không gian đô thị và nông thôn mới, từ việc quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Theo đó, xây dựng nông thôn mới bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và môi trường gắn với quá trình đô thị hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với quá trình đô thị hóa phải trên quan điểm đô thị hóa, chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống hạn chế và giảm nhẹ thiên tai, phát triển văn hóa xã hội nông thôn bền vững. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện thành phố dự hội nghị. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, di biến động dân cư tăng cao, nguy cơ lây nhiễm ngày càng tăng. Để thích ứng an toàn, linh hoạt và phòng chống dịch hiệu quả, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan lơ là, mất cảnh giác để xảy ra vi phạm trong phòng dịch. Tiếp đó, hội nghị đã nghe và cho ý kiến các dự thảo về quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, dự thảo chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, dự thảo nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các ngành có liên quan tiếp tục phân tích, nghiên cứu chi tiết để đề xuất tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng với các quy định của pháp luật. Về dự thảo chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát lại tất cả các chương trình, kế hoạch, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nắm chắc các nội dung liên quan đến ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị cần phải xây dựng thành kế hoạch, chủ trương, quy định. Những nội dung nào cần phải báo cáo Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thì khẩn trương báo cáo đề xuất về Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy hoàn thiện các chương trình làm việc và sớm ban hành. Đối với dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành nghị quyết quan trọng này. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí đề nghị phần nhiệm vụ giải pháp cần bổ sung. Đây là nhiệm vụ của các cấp ủy các cấp, cho nên là phải đảm bảo công tác lãnh đạo và coi cái nhiệm vụ lãnh đạo này là nhiệm vụ đương nhiên tiên quyết thường xuyên để đảm bảo thống nhất và đồng bộ và huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tội phạm. Và qua đó là kiên quyết giữ vững cái môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn. Phải bám sát cái quan điểm là lấy cơ sở, lấy nhân dân là chỗ dựa, là trung tâm của công tác phòng chống tội phạm.
Liên quan đến hiệu quả đấu tranh, đồng chí đề nghị cần nói rõ vai trò trách nhiệm của các ban chỉ đạo và lực lượng chuyên trách thực thi công vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã bổ sung và lưu ý thêm một số nội dung cụ thể về bố cục, trình tự các nội dung nêu trong dự thảo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy hoàn thiện nghị quyết để sớm ban hành. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Tiếp theo là các thông tin cập nhật tình dịch COVID-19 của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay. Từ 14 giờ ngày 7 tháng 1 đến 14 giờ ngày 8 tháng 1, Thái Bình ghi nhận 183 ca F0 mới tại 8 huyện thành phố, trong đó có 56 ca cộng đồng được ghi nhận tại huyện Hưng Hà 14 ca, trong đó thị trấn Hưng Hà 4 ca, xã Thái Phương 3 ca, xã Tân Hòa 2 ca, thị trấn Hưng Nhân 1 ca và các xã Cộng Hòa, Tiến Đức, Điệp Nông, Kim Trung mỗi xã 1 ca. Huyện Đông Hưng 13 ca, trong đó xã Đông Quang 3 ca, xã Trọng Quan, Phong Châu, Đông Động, mỗi xã 2 ca, xã Đông Hoàng, Thăng Long, Hà Giang, Đông Vinh, mỗi xã 1 ca. Huyện Tiền Hải 13 ca, trong đó xã Nam Hưng 8 ca, thị trấn Tiền Hải 3 ca, xã Tây Ninh, Nam Thịnh, mỗi xã 1 ca. Thành phố Thái Bình 7 ca, trong đó phường Quang Trung 2 ca, phường Kỳ Bá, Trần Hưng Đạo, Đề Thám mỗi phường 1 ca, xã Đông Hòa, Đông Thọ mỗi xã 1 ca. Huyện Vũ Thư 4 ca, tại xã Song Lãng, Song An, Tân Hòa và thị trấn Vũ Thư. Huyện Quỳnh Phụ 4 ca tại xã An Lễ, Châu Sơn, An Quý, Quỳnh Minh. Huyện Thái Thụy 1 ca tại xã Mỹ Lộc. 127 ca trong khu cách ly. Trong tổng số các ca dương tính, số ca được xác định tại CDC Thái Bình là 162 ca, số còn lại được xác định tại tuyến huyện. Các ca mắc mới đã và đang xác định kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, hoạt động tổ chức điều trị truy vết cách ly theo đúng quy định. Như vậy, từ đợt dịch cao điểm mùng 10 tháng 11 năm 2021 đến nay, Thái Bình ghi nhận tổng số 3.396 ca mắc COVID-19. Về công tác điều trị, hôm nay toàn tỉnh có thêm 44 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị trấn Hưng Hà. Trước tình hình dịch tại huyện Hưng Hà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần xác định rõ nguồn lây, phối hợp với các địa phương truy vết nhanh chóng F0 trong cộng đồng. Các xã cần lập danh sách người địa phương làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, đẩy nhanh tiêm chủng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động test sàng lọc, khuyến cáo người dân không về địa phương nếu không thật sự cần thiết. Huyện Hưng Hà chỉ đạo ngành y tế đánh giá cấp độ dịch để có biện pháp hành chính kịp thời, đồng thời triển khai ngay kế hoạch 185 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phát động tháng cao điểm phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bùng phát trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Tiền Hải có dấu hiệu gia tăng. Huyện Tiền Hải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch, thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới. Thị trấn Tiền Hải là khu trung tâm, nơi diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ giao thương. Do vậy, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phát sinh và lây lan nếu không được kiểm soát. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tế, địa phương đã tăng cường kiểm tra giám sát các nơi có nguy cơ bùng phát dịch. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, chúng tôi đã nghiêm cấm các hoạt động trà đá vỉa hè, các quán cà phê, karaoke, dịch vụ xông hơi, massage, và tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Tiền Hải, xử phạt các hành vi liên quan đến phòng chống dịch và tiếp tục là tuần tra từ nay đến Tết Nguyên đán. Từ ngày 27 tháng 12 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Tiền Hải có dấu hiệu gia tăng. Các ca bệnh chủ yếu là người về từ các tỉnh thành trên cả nước. Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có yếu tố dịch tễ, đặc biệt là các trường hợp từ vùng dịch về. Trung tâm y tế đã chỉ đạo các trạm y tế xã tích cực test nhanh cho các trường hợp người dân ở các tỉnh về và những trường hợp yếu tố nguy cơ tại địa bàn. Nguy cơ phát sinh dịch trong dịp Tết Nguyên đán là rất cao vì số người ngoài tỉnh trở về đông. Huyện Tiền Hải tập trung quản lý chặt di biến động dân cư, đánh giá xét nghiệm sàng lọc, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng chống dịch, quyết không để dịch bùng phát. Chuyển sang tin tức khác. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan có buổi nói chuyện với cán bộ quản lý, công nhân viên chức, giám đốc các hợp tác xã dịch vụ nông lâm thủy hải sản và nghề muối trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
nhiều quan điểm mới, tư duy mới, cách nhìn mới về các vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn được đề cập trong buổi nói chuyện này. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Thẳng thắn chỉ ra ba đặc điểm cũng là ba điểm nghẽn của ngành nông nghiệp khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, đó là manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ một số suy nghĩ về chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, trong đó đề cập đến việc chuyển đổi tư duy nông nghiệp từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ tư duy đặt năng suất và sản lượng lên hàng đầu sang đặt giá trị làm trung tâm thông qua tích hợp các giá trị khác nhau vào sản phẩm. Cũng hạt gạo đó, trồng lúa đó, nhưng mà người ta có thể sản xuất ra gạo cho những người thiếu sắt, thiếu đường, những người bị thiếu đường, thì bớt cái lượng tinh bột trong cái hạt cơm đi, thì người ta sẽ bắt đầu người ta chuyên biệt quá những cái thị trường và những cái dòng sản phẩm, mỗi cái phân tầng sản phẩm ra nó tạo ra một cái giá trị gia tăng. Đó chính là yếu tố kinh tế, nó đeo đuổi trên một mục tiêu giá trị gia tăng chứ không phải đeo đuổi mục tiêu sản lượng. Để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, tỉnh Thái Bình cần quan tâm đến các thiết chế, tổ chức gắn kết cộng đồng dân cư nông thôn, chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, cùng với đó nghiên cứu mô hình kinh tế chia sẻ trong hỗ trợ công nghệ, thiết bị, tích hợp các giá trị cho các trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện hoặc liên huyện, thường xuyên mở các chuyên đề để cập nhật kiến thức mới cho nông dân, cán bộ chủ chốt và các mô hình kinh tế mới. Thành lập hội đồng tư vấn bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, am tường địa phương. Có như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu hội nhập cũng như giải quyết những thách thức trong phát triển của ngành nông nghiệp. Trước đó vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thăm làm việc với Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Bình Định, huyện Kiến Sương. Đây là hợp tác xã trong top đầu của tỉnh về sản xuất lúa giống với quy mô diện tích trên 300 ha. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Bình Định. Bộ trưởng đề nghị Hợp tác xã chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao, tạo dựng được thương hiệu gạo Thái Bình để tạo ra một chuỗi giá trị lớn, thay đổi vượt bậc tư duy của người nông dân trong sản xuất lúa gạo. Sáng nay, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức chương trình Xuân Trường Sa, trao tặng nhà và sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng. Tới dự có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đại diện Ban tổ chức chương trình Xuân Trường Sa và nhà tài trợ đã trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Bính, nguyên là chiến sĩ thuộc đơn vị E925, vùng 1 Hải quân. Trao tặng 20 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mỗi sổ 5 triệu đồng cho các gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự hội nghị tuyên dương học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi Olympic dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021-2022. Trong năm học qua, Thái Bình có hơn 1.400 học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12. Trong kỳ thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, toàn tỉnh có 47 trên 72 dự án đạt giải. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt giải cao. Đồng thời mong các em học sinh sẽ tiếp tục rèn luyện học tập tốt để trở thành những công dân tốt trong tương lai. Sau lễ khai trương văn phòng bán hàng và nhà mẫu, dự án Eden Garden đang tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư, cư dân tương lai đến tham quan và tìm hiểu thông tin chính thống từ chủ đầu tư. Song hành với mong muốn của khách hàng, BID Group tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm nhà mẫu, rước lộc đón xuân, tiếp tục giới thiệu cụ thể hơn về dự án. Thời gian qua, thương hiệu BID Group đã khẳng định uy tín trên thị trường bất động sản, đặc biệt dự án Eden Garden là một trong những dự án trọng điểm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Eden Garden có 4 mặt tiền, 2 mặt chính là phố Lê Lợi và Trần Hưng Đạo. Dự án được thiết kế với 3 tòa tháp, kết hợp các không gian vườn địa đàng, đưa cư dân tương lai sống trọn vẹn với tinh hoa của thời hiện đại và hòa mình cùng thiên nhiên. Eden Garden có tới trên 40 tiện ích từ hệ thống an ninh 5 lớp thông minh, vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo sự tiện lợi. Nơi đây còn có hệ thống dịch vụ spa, gym, bể bơi tiêu chuẩn thi đấu, trường mầm non quốc tế. Đặc biệt với tòa BT dự án Eden Garden, chủ đầu tư thành phố và khách hàng đang đánh giá cao tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình. Dự kiến tòa BT sẽ cất nóc vào ngày 18 tháng 1 tới. Dự án Eden Garden không chỉ hứa hẹn cơ hội sinh lời trong tương lai, mà với chuỗi sự kiện trải nghiệm nhà mẫu, rước lộc đón xuân, dự án cũng góp phần hâm nóng thị trường bất động sản, hòa nhịp cùng chủ trương phát triển của tỉnh Thái Bình.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.